hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca để nhằm phát hiện và phân loại các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Theo đó, các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng là người từ 18 tuổi trở lên, không quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ tá dược nào liệt kê trong thành phần của vaccine. Riêng với cái vaccine thế hệ mới mà chúng ta thấy các vaccine COVID hiện tại đều phần lớn đều dựa trên cái công nghệ này. Đấy là thay vì đưa kháng nguyên vào thì vaccine đưa vào một cái thông tin di truyền. Để từ thông tin di truyền đó cơ thể tự tạo ra kháng nguyên. Và cái việc tạo ra kháng nguyên đó lại kích hoạt cái hệ thống để tạo ra kháng thể. Và với cái cơ chế như thế nó sẽ khác một chút so với trước đây. Nó đòi hỏi cái năng lượng nhiều hơn từ phía cái người được tiêm. Và với cái lượng năng lượng tiêu thụ như thế cho nên người ta thông thường người ta sẽ hơi có cảm giác rét run, hơi có các cái dấu hiệu về mặt lâm sàng nó sẽ nhiều hơn một chút so với các cái vaccine thông thường trước đây mà chúng ta có. Trong hướng dẫn mới, Bộ Y tế cũng quy định 4 đối tượng cần thận trọng tiêm chủng. Cụ thể, các đối tượng là người có tiền sử dị ứng với các dị nguyên khác, người có bệnh nền nặng, bệnh mãn tính chưa được điều trị ổn định, người mất tri giác, mất năng lực hành vi, người có bệnh mãn tính có phát hiện thấy bất thường dấu hiệu sống, mạch dưới 60 lần một phút hoặc trên 100 lần một phút, huyết áp tăng hoặc giảm, nhịp thở trên 25 lần một phút, phải được khám sàng lọc kỹ và tiêm chủng trong bệnh. Đặc biệt, chống chỉ định với người có tiền sử phản vệ từ độ 2 trở lên tại lần tiêm trước hoặc với bất cứ thành phần nào của vaccine. Hay là sau này khi mà chúng ta triển khai tiêm đợt 2 ấy, mà những người đã có cái phản ứng nặng với cái liều tiêm trước thì sẽ không tiêm. Đấy là chống chỉ định bắt buộc và cái này đã được nói rất rõ ở trong tờ thông tin kê toa của nhà sản xuất. Tuy nhiên ngoài đối tượng này ra thì chúng ta cũng có thể thấy những cái người mà có phản ứng dị ứng với nhiều loại kháng nguyên. Tức là có thể là những người ta có thể dị ứng với rất nhiều lý do chứ không nhất thiết phải là một lý do cụ thể, không nhất thiết là phải là một cái hóa chất cụ thể mà có thể người ta dị ứng với nhiều thứ, ví dụ dị ứng với mỹ phẩm, dị ứng với sơn, dị ứng với các cái loại đồ biển, đồ ăn. Thì tất cả những người có cơ địa dị ứng như vậy thì đều nên được theo dõi một cách hết sức cẩn trọng, tức là tiêm ở trong cơ sở y tế. Với một số trường hợp thì chúng tôi thậm chí còn khuyến cáo là sau khi tiêm thì nếu có thể là ở trong cơ sở y tế một thời gian dài hơn để theo dõi các phản ứng. Những hướng dẫn về khám sàng lọc trước tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được áp dụng cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở tiêm chủng nhà nước và tư nhân trên cả nước. Bộ Y tế hy vọng với những hướng dẫn mới này sẽ hạn chế những phản ứng phụ sau tiêm vaccine COVID-19. Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa vừa đề xuất sẽ giảm 50% giá vé cho du khách trong và ngoài nước tại các di tích danh thắng nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách. Đây được xem là hoạt động thiết thực trong bối cảnh mà các doanh nghiệp, công ty du lịch bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Theo đề xuất, giá vé tham quan di tích Tháp Bà Ponaga, danh thắng Hòn Trồng và khu bảo tồn biển Hòn Mun đều từ 22.000 đồng giảm xuống còn 11.000 đồng. Thống kê Sở Du lịch Khánh Hòa, năm 2020, Khánh Hòa đón 1,4 triệu lượt khách, giảm 80% so với năm 2019 do ảnh hưởng của COVID-19. Thời gian vừa qua, ngành du lịch tăng cường các hoạt động kích cầu, đưa ra các sản phẩm mới với mục tiêu đón hơn 5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 1,5 triệu lượt khách quốc tế. Phấn đấu doanh thu du lịch đạt 17.500 tỷ đồng, tăng 243% so với năm 2020. Để hỗ trợ doanh nghiệp, trước đó Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang đã đề xuất miễn thu tiền thuê mặt bằng đặt dù ghế trên bãi biển từ đường Trần Phú đến Phạm Văn Đồng của các doanh nghiệp trong năm 2021. Nỗi khát vọng trở về quê hương khởi nghiệp dựa trên tài nguyên bản địa cũng như giúp bà con nông dân thoát khỏi tình trạng được mùa mất giá. Chị Nguyễn Thị Thu, một người trẻ đã thành công trong mô hình xây dựng hợp tác xã trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao. Chị Thu cũng là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu vừa được Thành đoàn Hà Nội tuyên dương trong tháng thanh niên năm nay. Nuôi khát vọng quay trở lại quê hương để thay đổi thực tế bà con nông dân bỏ hoang đồng ruộng chiêm trũng và tình trạng nông sản thường xuyên phải giải cứu. Chị Nguyễn Thị Thu đã trăn trở xây dựng lên một hợp tác xã, tạo vùng nguyên liệu cho doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại trà và mỹ phẩm từ thảo dược. Quay lại về quê hương của mình, chính cái nơi mà mình sinh ra và hình thành nên hợp tác xã Tâm An. Có thể nói hợp tác xã Tâm An hình thành và ra đời với một cái mong muốn, đó là làm thế nào để giúp cho bà con nông dân có một cái mức thu nhập
ổn định và làm thế nào để giữ được người nông dân ở lại trên chính mảnh đất của họ. Thành lập từ năm 2016, sau một thời gian lấy ngắn nuôi dài, chị Thu cùng các thành viên hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư máy móc để tạo nên sản phẩm bột rau củ sấy lạnh và các chế phẩm từ nông sản để có thể bảo quản nông sản trái mùa trong một thời gian dài và giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng vốn có. Nhờ những hiệu quả từ mô hình hợp tác xã này, bà con tại các vùng trồng nguyên liệu đã có những thu nhập ổn định và làm nghề nông theo một hướng mới, đó là nông sản sạch. Khi mà được cô Thu cô hướng dẫn làm cây thuốc này thì gia đình nhà chúng tôi cái thứ nhất là có cái sức khỏe tốt hơn, thế rồi thu hoạch nó bội nó tăng nhiều hơn lên. Tiên là tôi tìm đến chị Thu thì trước mắt là hai chị em cùng có một cái ý tưởng, đó là về nông nghiệp. Đó thì cùng đi theo một cái nền là nông nghiệp không hóa chất. Đó thì đi sâu vào thì hai chị em gặp nhau, đó thì sau đó là liên kết cùng với nhau để làm. Những sản phẩm được công nhận là OCOP 4 sao, thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Nhưng chị Thu cùng hợp tác xã Tâm An vẫn không dừng lại ở đó để mở rộng mô hình mẫu từ đây để tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho bà con ở các vùng nguyên liệu lớn ở nhiều tỉnh thành. Với chị Thu, lan tỏa giá trị tốt đẹp mình đã gây dựng là trách nhiệm của một người trẻ. Truyền lửa cho chính những cái người mà đang làm trong hợp tác xã của mình, rồi nhân rộng ra, đó là truyền lửa cho những cái bạn thanh niên ở những cái vùng khác quay trở lại quê hương và phát triển những cái sản phẩm của quê hương mình. Lựa chọn hướng đi đúng đắn là phát triển nông nghiệp sạch chất lượng cao theo một mô hình cũ là mô hình hợp tác xã, giúp nhau cùng phát triển. Chị Nguyễn Thị Thu đã truyền cảm hứng cho nhiều bà con nông dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Năm nay, chị vinh dự là một trong 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu vì những thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế và những đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội. Thưa quý vị, nằm trong kế hoạch 90 ngày thi đua cao điểm của tuổi trẻ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những ngôi nhà mang tên Ngôi nhà 26 tháng 3 là chương trình hỗ trợ xây dựng nhà kiên cố dành tặng các đối tượng đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng sâu vùng xa trên địa bàn của tỉnh Tuyên Quang. Thực hiện kế hoạch 90 ngày thi đua cao điểm của tuổi trẻ nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện đoàn Yên Sơn đã động viên và hỗ trợ gia đình anh Sùng Xeo Nàng, dân tộc Mông, xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, rộng rãi. Dự kiến sau hơn một tháng thi công nữa, ngôi nhà mới của anh Sàng hoàn thiện, có căn nhà kiên cố che mưa che nắng. Gia đình anh sẽ yên tâm lao động sản xuất. Gia đình tôi cũng chưa xác định là mình sẽ làm nhà ngay bây giờ, nhưng mà có bên đoàn thanh niên tỉnh cũng hỗ trợ thì tôi là gia đình tôi là 50 triệu đồng, cái đấy cũng ủng hộ tôi cũng rất nhiều nên là tôi cũng cảm ơn. Đoàn thanh niên tỉnh Tuyên Quang đã khởi công xây dựng 27 ngôi nhà 26 tháng 3, đến nay đã bàn giao 10 ngôi nhà, còn lại 17 ngôi nhà sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất. Với kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình từ 30 đến 50 triệu đồng hoặc hỗ trợ xi măng vật liệu xây dựng ngày công, từ đó tạo động lực cho đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo. Đối với cái 27 ngôi nhà 26 tháng 3 thì tỉnh đoàn của chúng tôi là hỗ trợ xây dựng 6 ngôi nhà, còn lại là 21 ngôi nhà là do các cơ sở đi vận động các nguồn xã hội hóa để xây dựng, và trong đó thì có rất nhiều ngôi nhà là trực tiếp là hỗ trợ cho những thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có ý chí vươn lên vượt khó. Và chúng tôi cũng đánh giá đây là một công trình rất là ý nghĩa đối với lại tuổi trẻ trong toàn tỉnh để chào mừng ngày hội lớn của thanh niên toàn quốc. Với giá trị nhân văn sâu sắc, những ngôi nhà 26 tháng 3 đã khẳng định khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Những ngôi nhà ấm áp sẽ là nơi tiếp thêm động lực phấn đấu cho nhiều bạn trẻ trong lao động, học tập để có cuộc sống tươi đẹp hơn.